Xin chào các bạn, mình tên là Nhã Quỳnh. Con Quỳnh năm nay bao nhiêu tuổi? Con được 4 tuổi. Giờ con đang chơi cái gì đó? Con đang chơi bóng banh. Bóng banh ở đâu vậy? Con mua. Con mua ở đâu? Con mua ở tiệm cà phê đó. Tiệm cà phê đó hả? Có cái chân. Rồi cái này là cái gì đây? Nè, cái này nè, này là cái gì đây? Cái bảng. Để đâu, con đọc cho các bạn nghe coi. Ở bờ cờ giờ tờ e a giờ hờ y k n l m h n o o o f q r s t t u v x y dài. Đọc lớn lên. Sắp hỏi đỡ nặng ngã hỏi. Không phải hỏi. Quyền. Quyền. Cô hai. Cảm ơn. Cỡ đi. Nhà cô hai. Quá wow. Đúng rồi. Rồi nó quậy dữ ha. Quá quậy luôn. Đấy mà nặng hết này. Cờ bé bé đậu cầm ke đi không hồi mà hết đi tương ngao thế đi em hồi thế về em gặp em có mất còn có em không nào. Ừ, hay quá, còn bài nào nữa? Bài ba bà. Bài ba đi. Ơi ơi, không thấy. Bài bà ba đi. Bà ơi bà, chết tiệt bà rắm. Rồi tiếp tục. Cắp bà căng, bà cắn ngầu mai. Cao yêu bà, có nắm bàn tay. Cha ông rồi cha bước về luôn. Xin chào cô chú lên. Xin chào cô chú đi.